Cháy rừng, một cơn thảm họa mà người dân Úc hiện đang phải gánh chịu. Hàng chục người thương vong mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và đến nửa tỷ sinh vật bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy là do đâu? Tuy nhiên, theo giới chức trách của Úc, những nguyên nhân trên chỉ là một phần. Hóa ra có những người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho câu chuyện này bởi chính họ đã tự tay châm lên ngọn lửa thảm họa. Mới đây, cảnh sát của Úc cho biết họ đã tiến hành truy tố 24 người với tội danh cố ý phóng hỏa. Trước đó, vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ 183 người tình nghi có liên quan đến vụ cháy, với 40 trường hợp còn đang là trẻ vị thành niên. Mới cản tất cả phải gánh chịu dao động từ phạt cảnh cáo đến truy tố hình sự. Cụ thể thì trong số 183 người này, 53 người bị cảnh cáo hoặc truy tố vì không tuân thủ lệnh cấm lửa vào mùa khô, 47 trường hợp vướng vào vòng lao lý vì hút thuốc hoặc đánh diêm một cách bất cẩn và 24 trường hợp hiện đang bị truy tố vì tội cố ý phóng hỏa. Đáng chú ý là theo Paris, cựu điều tra viên về các vụ phóng hỏa từ Úc, sự chú ý của quốc tế liên quan đến thảm họa cháy rừng sẽ chỉ làm tăng thêm khao khát của những kẻ muốn châm lửa. Như Benner, một tình nguyện viên của Sở Cứu Hỏa, đã bị bắt vì tội cố ý gây nên 7 vụ cháy tại miền Nam nước Úc. Thanh niên 19 tuổi đã bị bắt gặp rời khỏi hiện trường trước khi vụ cháy khổng lồ xảy ra, sau đó quay trở lại để hỗ trợ các đồng nghiệp dập lửa. Hiện tại, Benner đã được tại ngoại và đang tìm cách chống lại cáo buộc trên. Cháy rừng tại Úc đã diễn ra hơn 2 tháng qua, san phẳng hàng nghìn ngôi nhà, thậm chí hủy diệt cả một thị trấn. Ước tính hơn 6 triệu hecta đất bị thiêu rụi, chủ yếu là đồng cỏ, rừng rậm và vườn quốc gia, những nơi có nhiều loài động vật hoang dã và khiến gần nửa tỷ sinh vật không thể trốn thoát, khiến nhiều người rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.